Các bác sĩ tiết lộ 3 phương pháp để có một cuộc sống khỏe mạnh vô cùng dễ dàng mà ai cũng có thể làm được. Xin chào các bạn, tôi là Trung Công Huy, là một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe. Và những cái điều tôi chia sẻ với bạn ngày hôm nay đây là tôi đã được các bác sĩ ở Viện Xương Khớp Quốc gia chia sẻ cho tôi đây 4 năm. Và tôi muốn chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, có một cái cột sống, một cái bản lề của cơ thể, một cái giá đỡ cơ thể khỏe mạnh mà không hề tốn kém mà rất là dễ dàng thực hiện ở chính ngôi nhà của mình. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, đúng không? Đầu tiên để cho cuộc sống của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta cần phải hiểu rằng cuộc sống của chúng ta cần những dưỡng chất gì, đúng không? Cái cuộc sống của chúng ta cần những dưỡng chất gì và phải giữ cho cái trọng lượng cơ thể lúc nào ở trong cái mức độ cho phép, tức là ở trong một cái tiêu chuẩn nhất định, đúng không? Bởi vì nếu như thừa cân, chúng ta sẽ tạo cái áp lực rất là lớn lên cuộc sống của mình, đúng không? Và chắc chắn tình trạng bị thoát vị đĩa đệm nó sẽ đến nhanh hơn so với những người có một cân nặng chuẩn mực đó. Và nếu thiếu cân thì cái cột sống của chúng ta nó sẽ bị thiếu dưỡng chất đó. Và nó có thể đến những tình trạng như loãng xương, đúng không? Thiếu canxi, nó có thể đến những cái tình trạng như là bị vôi hóa, bị gai hóa đó. Cho nên là cái chất dinh dưỡng nó vô cùng quan trọng. Mà quan trọng như nào tôi sẽ chia sẻ cho bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe YouTube này, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn những kiến thức này đó. Cái phương pháp thứ hai đó là một cái tư thế làm việc và nghỉ ngơi đúng. Một tư thế làm việc và nghỉ ngơi đúng tức là như thế nào? Bình thường ra chúng ta hàng ngày chúng ta đang sinh hoạt theo bản năng, đúng không? Chúng ta ngồi làm việc theo cái tư thế nào mình cảm thấy, ngồi vẹo, đúng không? Ngồi cúi về phía trước, ngồi ngửa lại phía sau, ngồi ưỡn, ngồi nói chung là ngồi đủ các tư thế, mà gọi là 36 tư thế chúng ta ngồi hết cái tư thế đó. Nhưng cái tư thế ngồi làm việc đúng đó là cổ của chúng ta, cột sống của chúng ta nó phải một đường thẳng và vuông góc mặt đất, đúng không? Đùi của chúng ta nó phải song song mặt đất và cẳng chân của chúng ta nó phải vuông góc mặt đất để tạo một cái tư thế ngồi nó vững chắc và trọng lượng cơ thể của chúng ta nó sẽ dồn đúng vào cuộc sống của chúng ta, chứ nó không bị lệch, đúng không? Nó không có bị lệch lên và nó áp lực nó sẽ dồn vào một vài cuộc sống nào đó, nó gây tình trạng bị quá tải đó. Kể cả làm việc cũng vậy, nên chúng ta làm việc ví dụ nhất là với những người mà có cái tư thế làm việc nó hơi đặc thù một chút, ví dụ các bác thợ sửa xe, đúng không? Họ phải chui vào gầm ô tô hay là các công nhân hầm mỏ chẳng hạn, thì cái tư thế làm việc nó vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta phải làm việc trong một cái môi trường mà sai tư thế liên tục thì chúng ta cần có một chế độ nghỉ ngơi, đúng không? Có một chế độ nghỉ ngơi tức là sau mỗi 45 phút chúng ta cần phải nghỉ ngơi và cho cơ thể chúng ta trở về lại cái trạng thái ban đầu, để cái cột sống của chúng ta nó không bị sai tư thế quá lâu, nó gây tình trạng tạo ra một thói quen và gây ra những cái biến chứng không hề mong muốn, cong vẹo cột sống đó. Và cái phương pháp thứ ba đó là chế độ luyện tập thể dục thể thao, tức là như thế nào? Với những ai mà bị tình trạng thừa cân xảy ra thì chúng ta cần có những cái môn thể thao nó phù hợp, đúng không? Không phải cứ chạy bộ mình là sẽ giảm cân nhưng sẽ tốt. Bởi vì khi mà cái cân nặng của chúng ta nó quá lớn như vậy mà chúng ta lại chạy bộ thì cái áp lực nó dồn lên cuộc sống của chúng ta, nó vô cùng lớn và vô tình chung nó làm tổn thương cái đĩa đệm, đúng không? Và cái sức chịu đựng của khớp gối, của khớp củ khoai chân, của xương khớp chúng ta nó sẽ có khả năng vượt quá sự chịu đựng và gây ra các chấn thương đó. Thì mình cần có chế độ luyện tập thể thao hợp lý. Ví dụ như với những người thừa cân thì mình cần có một chế độ ăn kiêng này, chế độ luyện tập thể dục thể thao như đi bộ, ví dụ như là tập ở phòng gym được hướng dẫn của các PT đó. Và tốt nhất nếu như tốt cho xương khớp chúng ta nhé, tốt cho cuộc sống chúng ta thì có môn như sau thôi bạn, đó là môn bơi lội, môn đạp xe đó và môn kéo xà, tức là rút xà đơn đó. Đó là những ba cái môn mà tôi thấy nó vô cùng tốt cho cái cuộc sống của chúng ta. Chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy vô cùng là tuyệt vời các bạn nhé. Ok, xin chào bạn, nếu thấy video này hay hãy like và subscribe chúng tôi. Ok, xin chào bạn, bye bye.